Vải không hạt bên em đây các bác nhá. Đây. Còn ít. 20 cây chị đóng cho bác 20 cây cho em. Ờ thì chở lên cũng được. Đây vải không hạt đấy. Bên em không còn nhiều nhá. Bên em không còn nhiều vì là hàng về qua biên bây giờ không về được ấy. Nên là em đây là cái lô cũ em đang quay cho cả nhà xem này. Đây vải không hạt các bác lưu ý nhá. Hôm vừa rồi em tiếp nhận một cái thông tin của một anh ở ngay dưới Hưng Yên bị lừa mua trên mạng đấy, mua trên Facebook ấy, bị lừa vải không hạt thành vải thực sinh đấy. Nên các bác lưu ý nhá, cái vải không hạt nó cây nó rất là to, rất là cứng cỏi chứ không phải là nó bé bằng cái đầu đũa đâu. Đấy, thân của nó bằng cái ngón tay cơ. Bên dưới là bầu tự hủy nhá. Bên dưới là bầu tự hủy. Bình thường ấy em có những cái lô hàng về ấy, em lại bóc bầu ra em rồng xong nhiều khách đến mua thì em lại phải nhấc nó lên, em lại phải đóng vào bầu mình. Nhưng mà các bác lưu ý là cái phần chất đất bên trong thì không có gì thay đổi cả, nó vẫn y như nhau. Em quay vào bên trong cho mình xem. Đây. Không còn nhiều nhưng đang rất là nhiều hoa này. Cây siêu đẹp luôn cả nhà nhá. Cái lô này của em đều cao cả 1 mét ấy. Bình thường vải không hạt về thì nó chỉ được 70-80 phân thôi. Nó được 70-80 phân thôi, nó không cao lắm. Thậm chí có thể là 60 phân cũng có, nó không quá cao. Nhưng mà để nuôi một thời gian ấy, những cái lớp lọc mà em đang quay cho cả nhà đây là cái lớp lọc nó lại nảy lên ở đằng sau đấy ấy. Cái này em chỉ còn đủ hàng bán lẻ thôi nhá, không còn hàng nhiều để bán xỉ nữa. Các bác lưu ý là không còn hàng bán xỉ nên là em chỉ quay để chia sẻ với các bác ở đây là cây bầu vải không hạt nó sẽ như thế nào. Các bác nhìn tay em này, tay em mà em gang vào mà nó rơi vào một nửa gang tay, già nửa gang tay của em. Tức là cái bầu này nó là bầu này nó to tầm bầu 18 luôn ấy. Nó vào tăng bầu 18 luôn ấy chứ không phải nó là dạng bầu bé đâu. Nên là nhiều bác đi mua vải bây giờ á, toàn người ta cứ chỉ vải mình ấy. Cứ chỉ vải ta, bầu ta, vải chiết bảo là đây là vải không hạt. Thật ra thì em ở đây bán ấy thì cái tiêu chuẩn lúc nào đưa lên, cái tiêu chí lúc nào đưa lên với khách hàng của mình là cây phải chuẩn, phải đảm bảo. Tức là mình có cây như nào mình bán đúng cây như thế. Chứ em không thích theo kiểu là bán theo kiểu áo uông, bán theo kiểu là khách hỏi một cây xong bán một cây, xong là người ta hỏi cây gì cũng bán. Tóm lại là cây gì thì nó cũng phải là chuẩn cho khách chứ không em không thích bán kiểu bừa bãi xong rồi người ta hỏi cây gì cũng nói có, hết rồi cũng nói có xong bán linh tinh giống khác sang. Người ta trồng 2 3 năm sau ấy người ta thu hoạch nó rất là nguy hiểm. Thật sự nó rất là nguy hiểm luôn các bác nhá. Em quay cái video này vào thời điểm này thôi. Nhiều bác đi mua tháng 4, tháng 5, tháng 6 các bác cứ đòi hoa nhá. Hàng này thì nó chỉ ra hoa vào tầm Tết, ăn xong Tết thì bây giờ nó có hoa ấy. Ăn xong Tết thì nó hết hoa rồi, thậm chí nó đậu quả non luôn rồi. Nhưng các bác lưu ý, nhưng đến lúc cứ mấy nữa cứ đòi cây có hoa mới có quả thì em chịu luôn. Đấy, em chỉ chia sẻ cái mức độ đúng của cây hiện tại thôi cho nó dễ. Hiện tại thì bây giờ biên đang bị cấm, không về được hàng. Đa phần thì tất cả các mặt hàng bây giờ đang rất là cạn. Ví dụ như là hồng xiêm khổng lồ, hiện tại bây giờ hồng xiêm khổng lồ hầu như không có. Các bác lưu ý nhé, không lúc các bác cứ cố gắng đi ra ngoài mua ấy, là kiểu gì các bác mua phải hàng linh tinh, hàng không đủ chất lượng luôn.
cây gốc đều như 5 ngón tay luôn nhá. Cây đều như 5 ngón tay. Hôm nọ em phải đánh một lô ở vườn trên của em về, lô đã rồng xuống đất rồi ấy. Mà khách đòi quá cơ. Khách đòi quá cơ vì thiếu hàng nên em phải đánh cái lô ấy lên cho khách. Cho khách lấy về cho kịp đợt rồng ấy. Còn một cái lô này thì là cái lô mà để trong vườn xong là bẵng đi xong quên. Quên không nghĩ ra, không nhớ đến. Tự nhiên hôm đến tận 2-3 hôm nay bắt đầu với để ý thấy cái lô vải không hạt này. Nó còn tầm trăm hơn trăm cây em cứ bán lẻ lẻ. Và các bác mà mua lẻ thì em gọi là em nhận là còn hàng thôi, còn ngoại trừ ra thì em không nhận nhé các bác nhé. Cái video của em hôm nay giới thiệu về dòng vải không hạt. Cái chia sẻ của em là rất muốn chia sẻ cho các bác một lần nữa về vải không hạt, để khi các bác xem được video của em, các bác mua ở trên mạng, các bác tránh được cái tình trạng mua phải vải thực sinh, mua phải vải linh tinh. Các bác trồng nó mất rất nhiều thời gian. Ví dụ như vải, các bác mua được vải Thanh Hà hay là các bác mua được vải u trứng u hồng thì nó còn là ra cây vải, đúng không ạ? Nó còn ra quả vải. Các bác mà mua vải thực sinh mấy nữa, các bác chỉ có chặt bỏ thôi chứ không thể nào mà được ăn quả cả. Vải thực sinh quả nó thứ nhất là chua, thứ hai là nó có quả đâu. Nó rất là lưa thưa luôn, nó giống vải mình ngày xưa ấy. Những bác nào có cây vải cổ từ ngày xưa thì chắc là các bác biết rồi. Thế còn cây ở đây của em thì nó cao tầm 1 mét đấy, lô này nó cao tầm 1 mét. Đấy, bác nào nó còn tầm trên 100 cây, bác nào lấy thì có thể liên lạc với em trên số điện thoại trên màn hình nhé. Cái video của em hôm nay xin được tạm dừng tại đây nhé. Em chào tất cả mọi người.